Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại buổi livestream trực tiếp tại bệnh viện Thẩm mỹ Can Nam nhé. Và trước mặt các bạn đây là một vị khách hàng vô cùng xinh xắn luôn, đúng không ạ? Khách hàng mình sử dụng dịch vụ là nâng mũi S-Line 4D siêu âm mà mình được một tháng rồi nha các bạn nha. Một tháng thì nói ra thì mũi, về cái phần mũi á, thì mình phải cần từ 3 tháng cho tới 6 tháng thì nó mới gọi là hoàn hảo được. Một tháng thì nó cũng chỉ mới, so với cái lúc phẫu thuật thì nó chỉ mới gom lại một phần thôi nha, và mũi mình sẽ còn cải thiện rất là nhiều nữa. Nhưng mà hiện tại chúng ta có thể thấy là cắt góc mình đang di chuyển máy quay cho các bạn xem. Đây là góc chính diện, cũng như là mình sẽ di chuyển từ từ cho chúng ta xem những cái góc khác, góc 3/4 và góc 1/2, thì chúng ta sẽ thấy được là những cái đường nét trên mũi của khách hàng đã hiện ra rõ rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Chúng ta để ý cái phần góc mũi của khách hàng, góc mũi trán của khách hàng, cái đường cong mềm mại lên tới cái phần đỉnh mũi rất là đẹp, đúng không các bạn ha? Rất là phù hợp với gương mặt của khách hàng mình nữa. Chị ơi, cho em hỏi là bây giờ mày còn thấy đau là khó chịu gì không vậy ha? Dạ không ạ. Dạ. Cho em hỏi là không biết là từ đâu mình biết tới bệnh viện Thẩm mỹ Can Nam vậy chị? Dạ, em tìm hiểu trên mạng xã hội. Dạ. Không biết là mình đắn đo bao lâu mình mới quyết định sửa mũi chị ha? Em quyết định cái là em làm ngay. À, làm ngay luôn hả? Vậy là nhưng mà mình có sợ đau không chị? Lúc chưa làm á thì dạ, mình có nghĩ là mình đau không? Dạ có, sợ đau. Nhưng mà trong quá trình làm chỉ đau lúc gây tê thôi. Dạ. Nhưng mà sau khi gây tê là hết cảm giác rồi. Sau gây tê là mình không còn cảm giác đau nữa, đúng không? Đúng rồi. Về nhà thì cái ngày thứ mấy là cái ngày mà mình khó chịu nhất vậy chị ha? Hai ngày đầu tiên mình không được thở bằng mũi là mình khó chịu nhất. Yeah. Sau khi rút ống ra là mình thoải mái rồi. Yeah. Thì không biết là về nhà thì người thân bạn bè mình có nhận xét gì về cái ngoại hình mới của mình không chị? Chỉ có những người trong nhà biết, người ngoài nhìn vào là không biết em sửa mũi. Dạ. Em nói là người ta mới biết là mình sửa mũi. Chứ bình thường người ta tưởng là em make up lên được vậy thôi. Nhìn nó khác biệt nhưng mà cũng không biết là mình nâng mũi, đúng không chị ha? Dạ, đúng. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại của khách hàng trước khi đến với bệnh viện Thẩm mỹ Can Nam, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái sự thay đổi rất là tuyệt vời này các bạn nha. Các bạn có thể thấy là rất là khác biệt, đúng không ạ? Mình nhìn vào thì chúng ta có thể thấy là cái phần góc mũi trán của khách hàng tuy cũng có sóng nhưng mà tuy nhiên là cũng không có được cao, không được cao lắm. Và đặc biệt là cái phần đỉnh mũi của khách hàng thì hơi hỉnh một chút xíu, cho nên là nó vẫn không tốt. Cho nên chúng ta sẽ vừa kết hợp mình vừa nâng cái phần nâng mũi lên cho mũi thẳng. Thứ nhất, thứ hai là mình sẽ vừa kéo dài đầu mũi ra để cho nó bớt cái phần hỉnh như hiện tại này, các bạn có thể thấy không ạ? Như phần mũi hiện tại các bạn có thể thấy là nó đã không còn hình như lúc trước nữa, đúng không? Như hình hồi nãy mình mới cho các bạn xem. Bây giờ mũi khách hàng đã rất là đẹp rồi, vào dáng rất là ôm, rất là đẹp luôn. Và như hồi nãy mình vừa mới nói là mũi thì nó cần từ 3 cho tới 6 tháng, thì 3 cho tới 6 tháng sau thì mũi mình sẽ gom lại và còn đẹp hơn nhiều nữa chị nhé. Dạ. Cho em hỏi là bây giờ mọi hoạt động cá nhân sinh hoạt là mình bình thường hết rồi, đúng không chị? Dạ, ha? Bình thường rồi. Dạ. Hiện tại thì mình đang livestream cho các bạn xem tại bệnh viện Thẩm mỹ Can Nam, cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ là số 84A và huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mọi ý kiến thắc mắc thì mời các bạn comment trực tiếp tại livestream này luôn, hoặc là mình có thể để lại số điện thoại để bệnh viện Thẩm mỹ Can Nam có thể chủ động liên hệ tư vấn trực tiếp cho mình nha. Còn bây giờ thì thời lượng của buổi livestream ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn lại các bạn trong buổi livestream tiếp theo. Xin chào.